Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người combo bộ sản phẩm, đó chính là bộ combo liền motor bằng điện lên xuống kính, độ chế cho xe Suzuki 550kg và 750kg, Thaco Toller từ 750kg đến 990kg anh em nhé. Combo bộ sản phẩm này thì sẽ bao gồm này, hai combo liền motor của hai vế, vế lái và vế phụ. Motor đây là cái giắc điện của motor này. Và điện của nó thì sẽ là điện 12V rồi. Cái này thì không cần phải bàn cãi, đôi 468. Đặc điểm của cái motor này nó sẽ là 8 răng anh em nhé. Đây chính là cái bánh răng này, khi mà chúng ta bật điện này, đi vào đường điện ấy, bật lên thì nó sẽ đóng mở theo cái combo này. Đấy, nó đi theo điều khiển. Bộ sản phẩm thì rất là đầy đủ, từ chi tiết nhỏ nhất đó là những con ốc này. Đây, đây chính là cái công tắc đơn ở bên vế bên phụ này. Đó, đây là công tắc đôi ở vế lái này. Đấy. Và đây là bộ dây điện. Bộ dây điện này thì đã bao gồm là cầu chì này, và cầu chì này là cái điện áp của nó là 20A, bảo vệ khá là tốt. Nếu mà anh em cẩn thận thì chúng ta về chúng ta thay sang cái cầu chì bãi của Nhật. Đó. Đây, đây chính là cái bộ dây điện đầy đủ. Chúng ta về chỉ việc đấu lên vào với cái khung của cánh cửa, tiếp đó là đi theo đường điện mà đã có cái thông số rất là nhất cố định rồi. Đó, để lắp lên và điều khiển kính lên xuống theo ý kiến, theo ý muốn của mình. Đó, thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái combo bộ sản phẩm, đó chính là bộ combo liền công tắc dây điện của xe Suzuki và Thaco Toller. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm, tìm hiểu, tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0856727222. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.